ngơi gian sáng. Tối nay anh nhớ đến đấy nhá. Đến đâu? Hôm nay là đầy tháng con cái đào. Nó bảo là mời cả anh mà. Chưa chắc anh đã đi được đâu. Sao lại chưa chắc? Anh đã khất mấy lần rồi đấy. Đầy tháng thôi mà cũng phải tiệc tùng. Trẻ con nó biết cái gì đâu. Toàn người lớn viện cớ ăn chơi là chính. Xong lại rượu chè vào. Đấy. Dân càng thích ăn nhậu, bọn anh càng khổ. Hết sinh nhật thôi nôi. Tăng chức tăng lương tiệc tùng đủ cả. Đủ cớ đi ăn nhậu. Ăn vào chỉ sướng cái thân mình. Anh nói cứ như cả nước đi chơi là lỗi của em ấy nhở? Anh có nói gì em đâu. Thì ý của anh là như thế, chứ còn như thế nào nữa? Nếu như mà anh không muốn em đi chơi với bạn thì anh cứ nói với em một tiếng. Hay là anh ngại, anh xấu hổ khi đi cùng vợ của anh. Bởi vì vợ anh chưa đủ đẹp, không đủ giỏi, không đủ làm cho anh hãnh diện như vợ người ta chứ gì. Chị của em này, vừa mới chớm tắt đường cầu Long Biên, em đã chặn chốt tận Sóc Sơn rồi. Thôi, vừa ăn sáng đi, còn đi làm nữa. Đi thực tế đấy còn gì nữa. Đi như thế này mà coi là tử tế à? Mà này, ra đường chồng thấy vợ rất ít khi thể hiện tình cảm với chồng nhá. Ôm đi xem nào. Nào, tính với cảm, nóng bỏ sườn. Mà đang ở ngoài đường đấy ông ạ. Âm mà. Đem vàng, không kịp đâu, dừng lại đi. Bám chắc vào. Chào chị, rồi, đây nhiều chỗ tôi là Trần Quang Tuấn. Yêu cầu anh chị tắt máy xuống xe. Tôi phát hiện ra anh chị tham gia giao thông nhưng không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Mời anh chị vào bên trong xuất trình giấy tờ để lập biên bản. Vâng ạ. Hảo ơi, tôi đã nói với anh rồi. Là cá không ăn muối cá ươn. Anh cũng có muốn như thế đâu. Ai mà biết hôm nay người ta lại làm chốt ở đây. Chào anh chị. Ố, anh Nghiêm. Anh Nghiêm. Anh Nghiêm. Em Yên, bạn thân cái Trang đây. Lâu lắm rồi không gặp anh. Anh có nhớ em không? Lâu quá rồi không gặp. Hôm nào rảnh anh em mình làm vài chai nhá. Yêu cầu anh chị xuất trình giấy tờ. Anh chị có biết mình vừa vi phạm lỗi gì không? Lúc mà em phi qua vẫn là đèn xanh mà anh. Lúc đấy là đèn vàng rồi. Thì xanh mới ngả vàng có một tí thôi. Anh Nghiêm ơi, dù sao cũng là chỗ quen biết. Du di cho em một lần nhá. Nhanh nhá. Một lần thôi. Một lần thôi anh ạ. Tôi là Nguyễn Đức Nghiêm, hiện đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều khiển phương tiện giao thông và xử lý các phương tiện vi phạm tại tuyến đường này. Chúng tôi phát hiện anh chị vi phạm luật giao thông, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông. Theo đúng luật, anh chị sẽ bị xử phạt 800.000 và giữ bằng 1 tháng. Chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Ở đây tôi là công an, các anh chị là công dân. Đề nghị các anh chị không nói những chuyện khác. Ôi anh ơi, em làm nghề shipper không thể không có bằng được ạ. Anh, vợ
ơi. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhanh một giây là chậm cả đời, biết chưa? Mà lần nào anh cãi tôi cũng sôi hỏng bỏng không, thế mà vẫn cứ cãi. Thế bây giờ làm shipper nhưng mà lại không có giấy tờ, thế có khác gì tự hất đổ bát cơm không hả? Kìa em, có anh Nghiêm ở đây. Về nhà nhá, anh chết với tôi. Anh Nghiêm ơi, chỗ quen biết thì hay là thế này đi, em sẽ nộp phạt, nộp gấp đôi cũng được, nhưng mà anh không giữ bằng em có được không ạ? Anh Nghiêm. Anh đọc kỹ biên bản và ký vào đây. Sao về sớm đấy? Anh tưởng phải nửa đêm em mới về chứ. Cũng mới vào tiệc thôi, nhưng mà hôm nay tự dưng lại xảy ra bao nhiêu chuyện, cho nên mọi người về sớm. Mà anh muốn ăn thêm gì không? Em nấu nhá. Mấy cô bạn thân của em cũng lạ thật đấy. Lạ cái gì ạ? Thôi, em đi tắm đi, rồi còn vào nghỉ ngơi. Anh. Hôm nay anh bắt xe vợ chồng với Yên à? Bạn em lại nhờ em xin anh đi à? Em biết câu trả lời rồi đấy. Không phải như thế. Chỉ là em thấy thương thằng Hào thôi. Nó bị như thế, chắc chắn là vợ nó không để yên cho. Nếu thực sự là bạn tốt, nên nhắc nhở bạn của mình chấp hành luật giao thông, chứ không phải cứ thoải mái vi phạm rồi hở ra là đi xin. Em biết thế, nhưng mà... Anh nhắc em một lần cuối cùng, đề nghị em nói với tất cả các bạn của mình, đừng bao giờ lôi anh ra làm công cụ để đạt được mục đích. Bộ cảnh phục của anh là để phục vụ nhân dân, phục vụ nhà nước, chứ không phải để bạn em lợi dụng. Bạn em đã làm gì mà anh phải nói như thế? Anh không ưa em, cho nên anh không ưa luôn bạn của em đúng không? Lại bài ca không quên đấy. À, sáng mai chị Khánh về rồi đấy. Sao chị bảo là đi 3 ngày mới về cơ mà? Anh không biết. Thấy chị bảo chơi hết vui rồi, nên chị về sớm. Thôi, anh vào phòng nghỉ trước đây. Anh Nghiêm, thế có đúng anh với cái Đào gặp nhau không? Ừ. Cô bị làm sao đấy? Tôi đang làm nhiệm vụ. Cô đến đây là bù lu bù loa lên. Mọi người tưởng tôi bắt nạt cô thì sao? Cô về hỏi bạn cô chứ. Ôi trời ơi, em mà gặp được nó thì em đã không phải đến đây để gặp anh rồi. Đấy là việc của các cô, đừng đến đây ăn vạ tôi. Anh Nghiêm, thế rốt cuộc là có chuyện gì? Anh kể với em đi. Sao mày không cho chị mặc ngắn hơn một tí, hở hơn một tí? Thiếu gì bộ sexy mà mày bắt chị mặc bộ này. Bộ này mới đẹp. Mình tưởng tượng mình là giúp việc, nhưng mà mình sẽ làm những công việc giống như là giúp việc. Nhưng mục tiêu của mình ý, mục tiêu chính nhá, không phải là dọn dẹp. Mục tiêu chính của mình là ông chủ cơ mà. Thế ông chủ đâu? Bố ai mà tưởng tượng ra được. Phải có mục tiêu rõ ràng, phải có đối tượng cụ thể. Mà ông chủ của xóm này chỉ có bác Mạnh thôi. Thôi, bác Mạnh bác ấy già lắm rồi. Phải tha cho bác ấy đi. Em cũng nghĩ là bác Mạnh có tuổi rồi. Đúng rồi, tha cho bố anh đi. Che già mang mọc. Anh đây, anh là Quang, ông chủ nhỏ ở đây, đẹp trai và hào hoa nhất xóm trọ này.
Đúng luôn. Ông chủ hàng authentic không pha ghe. Thực hành đi. Thực hành gì đấy? Nhớ những kiến thức mà em vừa dạy. Vụ gì đấy? Tiếp cận mục tiêu. Anh cũng bị giống em à? Thấy Đào bảo là yên giận lắm. Sang thì thấy vẫn bình thường mà. Bình thường? Anh Sang thì mới bình thường thôi. Tính Yên nhà em giận cá chém thớt. Mà em chính là cái thớt đây. Bị chém không trượt phát nào. Giận gì thì cũng phải nói rồi người ta mới biết được. Cái này chả biết ngứa chỗ nào mà gãi. Thì thế, cứ như là đa nhân cách ấy. Lúc thì tức giận, xong tự dưng lại khóc tút thít. Em vừa nói xấu cái Đào nhá, sửng cổ lên, đánh em, bênh luôn. Không biết ngứa ở đâu để mà gãi cơ. Gãi sai một phát á, ăn bưởng luôn. Dã man. Đấy, anh thấy chưa? Kệ cô ấy đi. Tóm lại, có chuyện gì cậu có biết không? Theo suy đoán của em nhé, cái Đào nhà anh có chuyện giấu cái Yên nhà em. Cái Yên nhà em biết đấy, chó nghiệp vụ mà. Nhưng mà cái Đào nhất quyết không nói, thành ra cái Yên nó càng tức. Hóa ra là chuyện này. Thật ra cái việc này cũng hơi ngại, vì nó liên quan đến người khác. Cho nên là Đào nhà tôi cũng không tiện nói. Anh cũng biết à?